không khí chuẩn bị đón Tết xíp xí. Xíp xí là ngày Tết của người Thái. Đây là cái gói bánh. Nguyên liệu gồm sang liệu đậu, thịt, lá, dây lạc, kéo. Vậy bánh đi nén, vậy bánh. Đừng cầm tay. Đảo nếp. Đây là cây gói bánh. Bánh sao này? Bánh trưng, trưng ống, trưng dài. Anh ơi.
quay mình đục cuốn tròn. Yêu chiều bìu. Nhiều quá chín. Ui, tay con thì. Ơi, tay cũng thương cái mình rồi đây. Quay sẽ chờ một chút hẹn vẫn ăn chờ một chút.